thì mình khám phá ra được một cái hãng son nội địa Trung mới thực sự rất là xinh luôn đó mọi người. Đây là son của nhà Jisoo nha mọi người, mà giá thành của một em còn chưa tới 50k cơ. Nhà này thì mình để ý thì có hai chất son là son thin bóng và son velvet. Chất son velvet thì mình đang order trên đường về rồi, và nó sẽ về trước cái dòng son thin bóng này. Thì thiết kế thực sự rất là xinh luôn, nó kiểu hologram, nó rất là bắt mắt đấy mọi người. Và cái em son này thì mình thấy nó có cái thiết kế thực sự rất là đặc biệt, kiểu nó sẽ không có cái tên màu son cụ thể hay là đánh số thứ tự son đâu, mà nó sẽ có cái biểu tượng hay là các cái ký tự của son ấy. Mình cũng không biết đây là cái ký tự gì, nhưng mà mình nghĩ chắc là liên quan đến cung hoàng đạo thì phải. Cái bảng màu son thì có những tận mười mấy màu, và kiểu mình phải ngồi mà đắn đo mãi mới chọn ra được hai cái màu này. Đầu tiên nó là một cái tông kiểu đỏ thẫm đỏ máu ấy mọi người, mình cũng không biết diễn tả làm sao cho đúng nữa, nhưng mà màu son thực sự rất là cuốn. Màu son thứ hai đó là một cái tông màu MLBB, mà trong cái collection son của mình có chưa tới 3 cây có cái màu như thế này luôn. Và cái mùi son của em này nó là hương cam ấy, nó rất là dễ chịu luôn. Nói chung là rất là đáng để thử nhá.